xanh gì đó, cha con của con nào mặt cho con nổi rồi, cái đâu mà còn ánh sáng nữa, bà đen mà vẽ hình hả? Rồi ra con mấy áo này là nổi nhất nè, rồi luôn đứng đâu lấy hết luôn đông à, đứng hai ba lớp đi ba lên ơi. Anh Nga, qua đây đi Nga. Nga, em đứng bên này nè, anh đứng bên này, Lộc đứng bên này. Nam vàng, Nam đứng sao nữa. Ôi hả? 1, 3. Lẽ lẽ lúc, lúc lẽ lẽ. Nhanh cười, hai đứa. Hai người này nó tự nhiên cái ôm nhau vậy. Mình ra ngoài đường đứng tắm đi. Ủa, đứng gì đang đám cưới của hai người này vậy? Đi ra ngoài đường. Ra đây, ra đây. Ra đây chơi nữa. Làm bánh này. Mấy gì em? Okay, one. Ôi. Bên. Ok, 1, 2, 3, 10 giây. Để luôn cái chừng trễ luôn. Nhắc tay. Quyết. Cùng chúc tân xuân, chúc mừng năm mới. Hôm nay là năm Canh Tý, Bảo Quốc xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, những người đã yêu thương Bảo Quốc, những cái năm vừa rồi đã ủng hộ và cho cái chương trình của Hồng Loan, xin lời chân thành cảm ơn rất nhiều. Đầu năm mới, Bảo Quốc xin kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình một cuộc sống thật là an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và vạn sự như ý. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, gia đình của Bảo Quốc là xin dây tất cả các con cháu đều hội tụ về đây để mà mừng tuổi lẫn nhau, rồi những lời cầu chúc của đầu năm mới theo tục lệ hàng năm của Việt Nam chúng ta, thì cũng rất là vui và rất là cảm động. Bây giờ có những đứa cháu nó nói tiếng Việt không rành, nhưng mà nó cố gắng để mà nó chúc những cái lời chúc thật tốt đẹp đến cho ông bà, đến với lại cha mẹ. Đây là một niềm vui rất lớn cho gia đình, không phải là riêng cá nhân của Bảo Quốc, mà Bảo Quốc nghĩ rằng đó là một niềm vinh hạnh, một niềm vui rất là to lớn với tất cả gia đình của người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa, Bảo Quốc xin kính gửi lời chúc Tết đến quý vị khán giả thân thương của Bảo Quốc. Chúc mừng năm mới Bảo Quốc cái Hồng Loan Channel. Mai mốt thì sẽ có một cái phút tâm tình với Leon nha, Hồng Loan nha, chứ không thôi là giận á. Giờ tao sợ sẵn tâm tình luôn, giờ luôn đi. Trước khi bước qua năm mới rồi chứ, trước khi gì nữa ha, thôi chúc cho channel của Bảo Quốc cái Hồng Loan luôn luôn được mọi người yêu mến. Đặc biệt là nếu mà có ai thương Leon thì chia sẻ nhiều, giống như mấy cái em giống như nhắc tuồng quá, cải lương mới có nhắc tuồng mà nói chuyện cũng có người nhắc tuồng. Nhưng mà anyway, mọi người nhớ chia sẻ nhiều cái livestream này nha mọi người. Hôm đó xin chào tất cả quý vị khán giả của Bảo Quốc Hồng Loan Channel. Xuân Giáp Tý đã đến rồi, Hồng Loan xin chúc quý vị một mùa xuân thật là vui vẻ, hạnh phúc.
Hồng Loan xin mừng câu thơ gửi lời chúc đến quý vị nha. Mừng năm mới phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm thịnh vượng. Năm mới con kính chúc ông bà tình này tới tiên niệm việc trong niềm dạo này luôn những mối tình thầu dạng là sức khỏe chở. Chúc mừng năm mới. Có muốn nhắn gì với lại khán giả không nè? New channel của con hả? Con với ai vậy? Ba. Con với Lạc Lằn. Cameraman. Ba cameraman. Rồi, cái link này nè không? Nhớ chụp subscribe cho bé Gia Linh nha. Cái new channel tên là Jalen ASMR. Rồi, ông bà nội là nghệ sĩ chúc con. Chúc con là học giỏi. Biết không, hiểu không? Học giỏi, mau lớn ha. Cảm ơn. Bà phải ăn cho nhiều. Bà ăn cho nhiều. Cảm ơn bà nội. Cảm ơn bà nội. Rồi, bên bên. Anh ta lên. Sức khỏe, bình bỉ, đúng là năm canh tuổi, tình là mấy tuổi nha. Hai ông bà ngoại là chúc con là mau lớn nha, học giỏi nha, rồi subscribe là nhiều nè, view nhiều nha, có tiền tỷ, con tuổi hí, dầu năm canh tí. Cảm ơn. Quá giỏi rồi. Mà nội là chúc con là học thật là giỏi ha. Chơi football thật là hay. Thì này là thắng không chứ không có quề, không có thua nữa ha. Rồi càng ngày càng lớn ha, đẹp trai lên ha. Càng đi chị ha. Giỡn ra tính. Em năm mới anh chị Sáu sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, không có gì xảy ra. Rồi đi chơi cho thật nhiều, bây giờ chỉ có một thôi. Cái này là lộc đầu năm, nãy sao càng không đi sâu, đi sâu. Rồi anh chỉ là thấy anh đó là mình sức khỏe dạ. Rồi hướng được nhiều phúc lợi. Chết quá, chết quá. Phúc lợi cũng đã chắc. Gia đình thật là yên vui. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Rồi, chị lên hả? Chị đi chè đấy hơn. Dạ, năm mới thì lúc ai kiện lúc nào. Cảm ơn bà Tám đi con hả? Em mời chị lúc nào bà Tài. Mình luôn là có hạnh phúc thì vui vẻ. Cảm ơn chúc bà Tám sao? Cảm ơn bà Tám. Chúc bà Tám và em quan hệ trong gia đình này ha. Má là vậy đó, yêu cái bà mẹ, yêu gì thắng năm tới mình làm 2 triệu mèo, 3 cái casino luôn. Rồi, rồi chị may mắn nha. Những gì mình mong muốn thì là thành sự thật.
ba mẹ chúc con sức khỏe nè, thứ hai là hạnh phúc, thứ ba là có một cái nhà đẹp, mấy đứa con là ngày càng lớn càng giỏi, càng ngoan càng học giỏi. Nó cũng có gì để kêu nó đi bay luôn đi. Cho nó bay luôn đi. Rồi công việc làm ăn bất quan bên ngoài đi xe. Hơn nữa, và con làm bất cứ gì đều thành công. Sức khỏe thật là dồi dào, tất cả mọi bệnh tật gì tiêu trừ hết, cả ba mẹ luôn. Những cái gì mình nó xấu á, mình cho nó đi ra hết. Và năm nay mình sẽ nhận lại những cái điều tốt hơn nữa. Tiên mẹ đó thì sáng là xin bác kính đang dạ, rất là bỏ đâu xa xôi rồi không còn nhớ nữa đâu, tự nhiên nó quay về để tụi con được hưởng ghế giúp đỉnh. Tôi nhớ là con còn mấy miếng nào không? Rất đúng rồi, đúng rồi, là con còn không chưa bao giờ tụi con cứ giờ chỉ nhớ của bác tốt như lúc này. Thôi chúc ba mẹ là gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mọi sự như ý nó, tất cả con cháu đều ngoan ngoãn. Xong là bóp lại 4.3 là được rồi. Quay 16.9 trở lại 4.3. Vậy con tắc kỳ lắm rồi. Con nhắc lại con kia con. Kéo dài sao, kéo dài quá đáng gì rồi. Dạ. Năm mới ngoài được con, ông 8 là sức khỏe thật là dồi dào. Nấu ăn thì càng ngon. Càng ngon. Càng ngon. Cái món nào mà tánh thử tánh với con, tánh thử tháo ra tướng cho tụi con rồi đó. Dạ, chúc Tám là có nhiều cơ hội đi chơi, nhiều nơi mà Tám đang rất là muốn đi, thì hôm nay ta xin hết chuyện những kia đó. Chào chú Đăng Mơ, vừa chúc xong chú hơi sống vui vẻ, thoải mái, cùng với lại con cháu. Rồi, đi nhà thánh chúc thì con hai đứa. Đó là cái suy nghĩ mình có người có công việc ở nhà. Chưa giờ giờ tất cả những gì mà khi tự sự con muốn thì con xa. Chưa giờ cần má nhớ nhiều. Tiếng tâm em sẽ mơ hứng giờ nhớ dữ quá. Đúng rồi. Quá dữ. Cái này á là bạc trăm triệu chứ không phải là trăm triệu đô là ba trăm mấy triệu đô đó con. Dạ. Hai triệu con chúc tụi con sẽ đạt thành ước nguyện. Dạ. Cảm ơn mẹ. Nè. Biết là chúng tôi có được lợi năm nay nha. Được lợi năm nay đó nha. Tôi đang chờ ké đó. Lên đường đó bà bỏ tủ sắt con. Gì đây? Cú kiểu phải không?
Wow, Tết mà không thể nào thiếu được củ kiều. Mẹ đang nấu gì vậy mẹ? Hủ qua hả? Có hộp vịt. Wow, hấp dẫn quá. Đây là chuối giá. Dạ. Wow, bánh chưng dưa giá. Cái này là dưa món. Chả lụa. Cái này là mắm tép, mắm tôm. Bánh tét. Dạ. Là người ta chơi đỏ đen nha. Này, hello, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, lon thon rồi xí. Hai tỷ, chỗ sao nó đẹp vậy? Không đẹp mà ai có đi chùa. Hai con. Bữa thấy chụp cái hình này là ở nhà cũng đi cái chùa đó. Vì xứ đó hả? Mà đâu có cảnh đó đâu, chụp đó thôi chứ không phải nhà. Rồi, ba mẹ ngồi đây nha. Rồi, Gia Bảo nha. Just be one. Okay. Rồi. Anh đi với lại. Dạ, năm mới sinh Canh Tí 2020, gia đình con chúc ba mẹ cùng tất cả các anh chị em năm mới được nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng được hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và vạn sự cát tường. Riêng ba thì con chúc ba lúc nào cũng được khỏe mạnh, đẹp lúc nào mà ba cũng vui vẻ, để lúc nào ba mẹ cũng có một cái cuộc sống vui vẻ với lại các em, các con, các cháu. Dạ. Con hãy cảm ơn con. Dạ. Ba mẹ chúc hai con thật là nhiều hạnh phúc, làm ăn và càng ngày càng tiến triển hơn nữa, thành công hơn nữa. Những việc cái gì là cái con suy tính là mấy con sẽ đạt được thành công, công việc mấy con lúc nào cũng là tiến tới. Yên như các con của con là quan trọng, con phải xây dựng một cái gia đình thật là hạnh phúc. Đầu năm qua có mẹ, con gái. Anh đưa 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 trước đưa trước. Ba nói hết rồi, ba không còn gì hết. Ba cơm hết rồi, ba cơm hết rồi, rồi đây là con dễ không ba con cơm hết. Ok. Rồi bây giờ là ăn cơm đầu năm gia đình mình hết con ha. 1, 2, 3. Một giúp cho ba với lại chú mấy em mày lấy nha. Mấy máy, máy rồi, máy rồi. Dạ, 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 dạ. Anh bấm hương. Đâu. Trời ơi, chú nào cũng trẻ nha, mặc đồ như là hot boy vậy. Hot boy có gì nữa. Anh nhờ anh Thành quay cái điều này cho anh chút đó. Anh Thành, Thành. Vậy hả? Nó làm gì nó giàu lắm đó anh. Ôi mà coi. Hôm nay Tết lớn ở chợ nào đóng cửa cho nó. Chị hả? Dạ, không có còn chỗ nào mở cho. Cái gì còn mở? Tụi con chạy ba cái chợ đó. Đúng rồi. Lâu quá. Làm chạy ba hai con hoa lên quá. Năm 80 đồng. Rồi. Còn ba nữa. Nè. Vừa vợ. Đó là 180 đồng. Làm suốt rồi không nghỉ ngơi vậy đó, người kia chắc che sức khỏe dồi dào nha. Rồi bốn người cặp đỏ với cặp xanh đứng lên. Ủa sao cặp không người ta sáng giờ bốn người tắm đi, ổn nha, của anh nha, cười nha, không khóc nha, 1, 2 và cười nha, 1, 2 và ghê quá, giờ có được cao không nha, chồng con dạo cười nha, không khóc nha. Wow, quà của tỷ. Món quà này là may mắn lắm nè, toàn bộ là đỏ hết, may mắn nè.
nhà mình. Rồi kiếm chỗ để nha. Rồi để đi. Ok ok. Ngay ngồi xuống đi. À. Quay quay quay, lấy phò xuống. À. Sao rồi? Xúc nút là. Đi gói vô hả? Đi liếc hả? Đi vậy. À, tỷ tỷ à, sư huynh tỷ tỷ mới nè, chúc Tư với lại con Nga lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, coi như là buôn mai bán đắt, những cái gì mà bán cho người ta nó xài tốt thì bán cho Tư, Tư cũng xài tốt năm nay. Tóc sẽ nhiều hơn năm nay. Người kia cũng canh tỷ. Rồi, chúc năm nay là sẽ có một cái căn nhà đẹp thiệt là đẹp. Mười mơ ước căn nhà mơ. Cái party về làm tổ chức party ở nhà, tự một ngày vui thiệt vui luôn. Rồi, cũng đồng mời chúc Phúc Lan chúc đồng nhiều sức khỏe, vui vẻ, lúc nào cũng được tỷ view chứ mới triệu view. Nhiều view, nhiều view. Tỷ view chứ không nhiều nữa, tỷ. Đó là tỷ mà. Kiếm tiền mặt của mình ơi. Đếm tiền mỗi tài lắm. Đếm view mỗi tài. Rồi. Rồi. Đánh đầu thằng đó. 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 Cảm ơn mọi người. Cái này là lì xì với hên. Mỗi lần ông hộ giám tác với hên. Nó lọc mà. Nó mà. Đó bầm rồi đó. Trời ơi bầm gói rồi. Này đi chơi là, giỡn mà. Này đâu có trong nghề đâu mà thả thứ hay trong nghề cái bộ đi nó. Phước thì cái loại chữ. Rồi, vô. Lại em đi bộ đi gói tao về. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ em trong nghề mà coi người ta ở năm mới, năm mới là một trong đồng năm mới chúc anh chị chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Ok em không có bỏ em hả? Phát tài. Ok em rồi. Rồi nghe rồi bản đắc rồi bản bài gì bản đắc mới bản đắc chưa nữa. Cũng như là lần nói đó năm nay là phải có một ngày cũng thiệt bự nha. Mai mốt là thi tung bên này kia là tổ chức nhiều hơn. Đi chúc chị Nga học thêm món mới ngoài món bún bò Huế. Trong là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, những cái gì buồn, rồi những cái làm yên vãi, rồi chúc vợ và năm mới một năm mới vui vẻ, phúc phát tài. Ước gì được đây? Đón cái mùa mới là mùa mới. Không gì buồn hết, vui cũng làm tức là cũng vui vẻ. Đưa bao lì xì một đưa mà cầm không dám buông. Đưa mà nắm chặt. Nắm chặt. Hôm nay mình hơn quá. Hôm nay là mình lì xì cái. Dạ, mời đó, cái đó đúng là buông mua bán đó. Nam cho nhung tấm cái nào. Tấm hình. Ok, đi tìm con nha. Cảm ơn. Chúc con năm mới nè, ngoan ngoãn học giỏi nha anh. Dạ. Bên lì xì Minh nè. Mình phải chú Út lấy gì không? How much money is that? Chúng Linh. That's my trashy. Chúng Linh, con chúc Út Loan. Con dạ. Tiền vô như nước. Giỏi, giờ sức khỏe dạng suy ý là đủ rồi. Ok, cảm ơn con. Năm mới là mẹ chúc cho Linh nè, ngoan nè, học giỏi nha. Chúc cho cái channel của Jay Linh là triệu view, triệu like, triệu subscriber. Đây là lì xì, là cái này là tiền hoa đầu tiên cho Jay Linh channel. Ok, mai mốt nó làm nó sẽ gấp tỷ tỷ lần gì nữa nha. Ok, cảm ơn mẹ. Dạ thôi. Ủa, có chúc mẹ gì? 1.000.000 subscribers, that's too cheap. Năm mới chúc mẹ dồi dào sức khỏe. Dồi dào sức khỏe. Mình bác sĩ, mình ra đi rỉ. Mình yêu Phải Chí. Và anh sẽ nhớ ý. Dạ, gia đình Phải Chí. Luôn cười một cái. Rồi, cảm ơn con. Too much candy. Thank you. Có nghĩa nó đóng đâu mà 4.000.000 đó. Ừ, vậy hả? Tại nãy thì tới có 5 giờ mấy rồi đã đóng. Hả? 5 giờ mấy rồi đã đóng. Hả? Tiếng ngọt ngào nắng mưa nghe xa xưa.
cái nhà hàng này tiếp viên gọi là cây đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ. Wow, cái này là món nấm này, nấm đông cô. Cứ để góc để chắc cái gì mình xếp. Rồi vô nha quý vị ơi. Rồi. Rồi, mấy con vô. Ngồi đi tỷ ngồi với lại Quỳnh. Được không? Được. Tụi con có ăn bánh tráng phải không? Dạ, con để bên đây. Để con để cái này nhúng này. Anh ăn xong đi anh... Dạ, tôi liền ở nhà. Ủa sao không thấy hình đó? Chưa? Đang bị coi đó. Ồ vậy hả? Chết không? Ừ, đã chết chết. Rồi, quay quay ta mày. Cái áo này mai diễn nè. Dạ, đẹp quá vậy. Không thấy. Đó, 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 không thấy. Ờ, đây, đây. Dạ, không biết là quay đâu chứ. À. Xin một model mà không được quay phim. Yeah. Hồi nãy giờ quay cho anh ta không mà bây giờ người ta quay. Rồi đây là hôm nay bữa tiệc mùng 1 gia đình sum họp ăn uống bữa rất là ấm cúng. Có cái tỏi ớt luôn. Giới thiệu món gì giới thiệu hay không? Rồi, giới thiệu nãy rồi. Đây nè, đây là bánh chưng. Tỏi xoài. Tỏi xoài gì đó xào tôm nhật. À, nấm đông cô xào. Cái này là có hộp vịt ta cũng biết ha. Đây là chả lụa. Chả lụa đâu? Chả lụa này mua đâu? Chả lụa này tự làm luôn. Tự em làm tự cắt luôn á. Sắc quá. Cái này em tự cắt nè. Đẹp quá. Cái bỏ miếng gọi lên. Ôi ôi, bên này là có củ kiệu nha. Hấp dẫn nha. Dưa mắm. Củ tôm mét không tôm, nha. Quên, lên tôm gì đó. Tôm chua. Chua. Tôm chua. Tôm chua. Tôm chua. Bên này bánh tét. Bánh tét. Ở nhà làm không? Bên kia đó. Trời ơi. Có bánh đó là cũng nhà làm luôn đó. Bánh phòng tôm đó. Ở nhà làm nướng đó. Tự làm đó. Tự chiên đó. Tự chiên đó. Mà đồ ăn là của nhà ăn luôn. Tự ăn luôn. Quảng cáo quá cùng tự ăn luôn. Oh, bartender. Bartender Nguyễn Thị Tỷ. Hugo, Hugo. Hugo. Con nói trong nhà này có một cái đội ngũ phục vụ tự nữ tiếp viên đèn xanh đèn đỏ. ba người đứng là vàng xanh đỏ. Em tiếp viên mà đi thước tha quá trời luôn. Ở đây tao nói cho tiếp đạo. Vậy hồi nãy không ai tiếp đó. Dạ 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 chú Thanh. Mặc đồ giống như con cái máy xin tàu hồi xưa rồi ra đón khách chào khách đó. Lại la. Cầm cái khăn nữa, đứng trên cầu thang. À. Mày đi á, đi rồi mày đi đúng thì ông ba không uống không? Ba muốn không? Ba uống xếp không à, lấy một ly rượu không cho ba. Tập trung chuyên môn. Wow, trời ơi, dữ. Dữ. Biết uống có xỉn không đó. Rồi ly này của Bảo Lộc nè, ly đặc biệt luôn. Rồi ly này của mình đây. Ly chúc Bảo Lộc vinh hưởng nha. Chúc tình chúng mình lúc nào cũng tràn đầy như ly rượu này. Em giữ. Em giữ anh vô toilet chút xíu nữa. Rồi, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Em vô ngồi đi, ngồi ghế. Đủ chỗ chưa? Đủ rồi. Rồi, qua. Tí tí ngồi đi, ngồi đi tí. Không phải lấy cái dễ ngồi á. Rồi. Chúc mừng năm mới. Lấy cái kia cho dễ ngồi. Hả? Dạ, mời. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy
mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vô. Phát giàu, nãy tao nói phát giàu chứ không có tài. Phát mà giàu. Năm tí là giảm sự như ý. Mọi việc thanh thông hết. Ai cũng được giảm ký. Năm mới rồi, năm mới bánh tài. Năm mới là mỗi ngày càng vượt bậc, có càng nổi tiếng vượt bậc. Có rồi chứ giỡn rồi. Được cái mừng ghê. Con cái mừng, con có một cái mừng. Em mừng ghê. Đưa hết trời. Con đưa hết trời. Dạ, 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 mình nhờ em cúng chút. Rồi, em cúng chút. Mừng 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 gì được đó. Dĩ nhiên mà. Hay, đây cũng sẽ ghét. Cái người này đẹp mắt nè. Đẹp quá chứ. Này Leon làm một cái dài, một cái dứt. Dứt, dứt, dứt. Rồi. Tỉ với Quỳnh mua vô chút xíu thì mụi. Hai con. Cái đồ nào chúc mừng. Chúc mừng đi. Chúc mừng đi. Thôi được chúc mừng đi, chú chưa bỏ lì xì đâu. Thôi chúc mừng đi. Chúc chúc trước đi, chúc trước, chúc trước. Chúc trước đi, chúc mừng. Chúc có học lớn mà nó có bao lì xì LV. Một bài một lên luôn không? Thằng Thanh có biết nó đi ra chùa nó cầu xin Phật cho nó có nhiều tiền. Ơi, tin nhẹ, sẽ có nhiều. Học một bài quá ha. Đúng rồi, con nhà nòi mà kêu chú khỏi học luôn rồi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới con. Phải con chú. Chết như thế nào? Lá hồi cái này chỉ dài tới mặt nát, có đuôi dài lắm. Hello hello, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Đang nhài. Hồi chiều mặc dạ hội dài lắm mà tại biết tới nhà Lộc quá bị. Cái chai này có nước mắm chậm hả? Ừ. Có gì chai thiệt hả? Tôi ăn đâu thứ đó thì không ra đâu là không biết tổ. Không biết không có rồi. Con đang nói lớp tài. Ăn ăn tỉnh được. Dạ. Anh đi anh đi. Tỉnh nước mọt hả? Không có. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quá. Để sốc quá. Cocktail. Nhấn quá. Tôi nghe nói cái bữa mà Christmas là quậy dữ lắm đấy. Một mình kiếm diễn đàn. Bây giờ có nhiều lại qua vui quá trời luôn, không có chủ nhà thì mình làm được luôn. Trời ơi, tôi bật hết đường. Giang đủ rồi tôi. Nghe tội nghiệp quá, ăn đồ chai không hả? Phải nghe không? Ăn chai, ăn chai. Tắm gì nói trước, người ta chuẩn bị. Đâu biết đâu. Bài nào cũng em, bài nào cũng bà em. Em được không? Được. Em muốn chị lấy nước tương. Em dễ ăn lắm, em coi biết nước tương không? Em có bơ, em bơ, pretend luôn. Được rồi, em dễ ăn lắm chị ơi. Ăn cái gì? Không cái gì đó, bơ bò đó. Ủa, tự nhiên. Được rồi. Trời ơi. Ấm cúng nghe không? Khỏi cần mở máy hết á. Ấm quá bây giờ phải mở cửa. Rồi mời mời mời. Ôi vô cùng đi, cùng đi. Vô lại đi, vô. Vô. Lớp gia đình không ơi, để mở cái này cũng tương mà. Rồi vô. Mở cái gang ra. Mời cả nhà. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cái mini year. Yo. Ảo. Cái mũ nó dép chứ tôi không có mang dép, tôi định chọi này rồi đó. Không chụp đường lấy chân. Không chụp lấy chân đâu. Lấy cái nhìn ngang rồi không ạ. Chế đi. Rồi. Ok, giờ làm đi. Dần. Hiểu chưa đi, hiểu chưa đi. Chỉ có quay lấy chân thôi chứ chụp không thấy. Cho cái áo hàng kia mặt đẹp quá. Ờ, cái mặt nó lung linh luôn á. Rồi, chụp cái be rồi, be ba nè. Hãy gọi lên đây thôi, hãy gọi. Tắt đi. Tắt gọi quá. Giờ phút này mà không phải trai cũng đừng cho anh nghe. Không có. Không có được đâu. Rồi. Nhìn dưới nha, đừng nhìn máy này. Cái này quay thôi. Rồi, 1, 2, 3. Trời ơi, tôi nói mình nó đẹp. Trời ơi. Cả áp gì hay vậy? Đẹp. Ủa, chê tôi quá mà. Ảo quá à, ảo dễ sợ đâu. Mẹ con mẹ rồi, let's go. Cười, anh nhậm quá. Anh chết. Đẹp lắm. Chưa bảo. Rồi, nắng quá trời. Trời ơi, em nhìn chắc đi chứ. Đó, quá. Đứng ngoài đây. Anh mấy người không muốn chụp. Rồi, xách vô con. Vô nữa. Rồi, xách vô nha. Mua, không dám đứng giường hả?
Rồi. Kêu quá. Một hả? Không có đúng đèn á. Ba nút mới về chứ.